Long Tiến xin kính chào quý vị các bạn. Cô Vĩ khỏe không ạ? À? Nghe ông đã vậy chứ, cô Vĩ khỏe không? Thế cô baby. Long Tiến không biết nói gì hơn là trước hết Long Tiến xin cảm ơn quý vị các bạn đến tham dự đông đủ để ủng hộ Long Tiến và ban tổ chức. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên, thật sự là ngày đầu tiên được hát tại Việt Nam, quê hương mình. Và cũng là ngày phải nói là ngày hạnh phúc nhất, ngày vui nhất trong cuộc đời ca hát của cô Tiến. Vừa hồi hộp vừa xúc động, không biết nói gì hơn thôi, cho để Lâm Tiến hát cho quý vị nghe nha. Cảm ơn cho đẹp, sợ mồ hôi chảy, sợ mất hình ảnh. Và quý vị có thấy là có đúng gì chúng ta, có đáng như lễ chúng ta mong chờ bao nhiêu năm qua không ạ? Trời ơi, anh giống như bước ra tưởng băng video vậy đó. Ủa là đến bài ấy chúng chưa? Em mời anh Lâm Dược Tiến ra sân khấu để giao lưu một chút. Rồi cái cô bé thì sẽ ra sao? Cái cô bé của cái đôi giày màu đỏ đó. Dạ, em mời anh ạ. À. Ở dưới ta cười quá trời kìa. Quý vị thấy ảnh baby không ạ? À? Chỉ cần anh đứng đây cho mọi người nhìn anh thôi cũng đáng đồng tiền mua cái giá nữa, nhưng mà không thể, điều đó không thể diễn ra à. Ok anh, cái việc mà bây giờ muốn quyết định trở về có trễ quá không ạ? À? Và cái cơ duyên nào mà anh say yes? Thật sự anh Tiến muốn trở về hát cho quý vị nghe lâu lắm rồi. Nhưng mà tại lúc xưa tình cờ lúc mà Tiến hát vì hát cho trung tâm, thành ra bị hát những bài hơi nhạy cảm chút xíu, thành ra không được về. Nhưng mà bấy lâu nay ấm ức lắm, không được về, tức lắm, nhưng mà cuối cùng cũng được về. Thành ra có việc có thấy có trẻ quá không Việt? Lớn xíu thì có trẻ quá không? Và thưa quý vị, mà đã về rồi là quý vị sẽ thấy kiền và sẽ về nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Quý vị là rất là muốn hát để phục vụ cho khán giả ở tất cả mọi nơi, mà thậm chí không chỉ ở Sài Gòn, mà thậm chí là sắp tới là còn đi ở tất cả các nơi khác, rồi có dịp gặp gỡ khán giả trên toàn quốc nữa. Anh có nghĩ đó là điều mà Lâm Việt Tiến đang rất là vui và hào hứng ạ? Lâm Việt Tiến nghe nói khán giả ở Sài Gòn rất là quậy. Nhưng mà hôm nay chả thấy quậy gì hết, cả mấy trăm ngàn, có mấy trăm người đó, cả ngàn người chả thấy quậy gì hết. 5.000 người ạ. Ôi làm nhiều ý cơ. Bởi vì mọi người ngồi trong cái không gian này và thật ra là mọi người thích nghe nhạc hơn nữa. Và bây giờ thì anh có thể giới thiệu bài hát tiếp theo ạ? Anh giới thiệu tiết mục tiếp theo ạ? Lâm Việt Tiến xin quý vị một tràng pháo tay trước hết cho những ca sĩ mà Lâm Việt Tiến thấy rất ư là hạt với mình lên sân khấu hát bài mà Lâm Việt Tiến mê lắm rồi, lâu cũng chưa bao giờ được hát, chỉ cách đây vài năm được hát chung với lại Yến. Xin mời quý vị chính thức một giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Hoàng Yến, và tôi quý vị một tràng pháo tay ạ. Sao không nói anh yêu em luôn cho rồi đi. Hình như hạt cái gì mà hạt. Anh thấy chưa được nói gì hết, là giới thiệu sai lầm rồi. Chưa kịp nói Yến mà được giới thiệu mấy câu thấy chưa? Cuối cùng vô giới thiệu em là rồi. Hơi cà lông rồi. Thì nếu ông thực sự mà nói là cách đây 20 mấy năm trước, Yến coi video của anh Tiến, lúc đó Yến còn bé xíu mà chưa có đi hát nữa quý vị, là trong đầu là ấp ủ mê, trời anh này đẹp trai quá, hát hay quá, ước gì anh này là bồ của mình, trời ơi nuôi hy vọng ngày nào cũng mê, coi như là ước gì được qua tới bên Mỹ để gặp anh Tiến là được làm người yêu, nhưng mà không có yêu được. Đâu trễ đó cưng. Trời đó. Đâu trễ đó cưng. Nhưng mà anh có yêu em không? Đắm đuối luôn. Hùng gái đi. Một tràng pháo tay thật là lớn cho nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến quý vị. Một ông anh cũng rất là dễ thương, đẹp trai, dễ thương mà vui tánh nữa quý vị. Đi với anh là lúc nào cũng cười từ sáng tới tối. Yến kể cho nghe chuyện này. 10 giờ rưỡi đêm em đã ngủ rồi, em ngủ một giấc tỉnh dậy là 1 giờ rưỡi sáng mà em vẫn nghe cái giọng cười của ông này ở cái phòng cách 3 phòng mà phòng của em luôn, mà ông cười hát. Em nói trời đất ơi, sao giờ này 1 giờ rưỡi sáng rồi mà ông còn cười. Thế là em uống nửa viên thuốc ngủ, em ngủ tiếp. Tới 5 rưỡi sáng, 6 giờ em vẫn nghe ổng cười. Em nói ủa ông này sao đêm ổng ngủ vậy ta. Rồi sao anh hát? Quý vị biết không, Yến đã bị mất ngủ 4 tháng nay rồi quý vị. Một đêm chỉ ngủ có 3-4 tiếng thôi. Bay về đây thì là được 3 ngày.
hôm nay là ngày thứ ba, cũng chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ thôi, tưởng là hát không được, cố gắng lắm, phải vào nước biển, coi như là tay coi như là bầm tím hết luôn. Nhưng mà cũng là may mắn là cũng khỏe khỏe chút xíu để mà hát cho quý vị nghe. Thì thôi bây giờ một bài hát mà Yến và anh Tiến cũng đã hát trên cái live show của Yến cách đây cũng mấy năm rồi, một sáng tác của Đỗ Lễ, Sang Ngang, xin được tặng. Ôm cho đã đi, của riêng bà đó, bà ôm đi. Ôi để dành tối đi ôm. Rồi một lát mình đi ra khỏi đây bình yên ha. Một lần nữa Hoàng Yến xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rất là hạnh phúc đêm nay quý vị. Gọi là sung sướng luôn chứ không phải là hạnh phúc. Thưa quý vị, anh Khoa muốn bật mí luôn là mọi người hay hỏi là tại sao mà anh Khoa mang được Lâm Nhật Tiến về. Bởi vì anh Khoa nghĩ chắc phải cả trăm lời mời và thậm chí còn hơn nữa. Và thưa quý vị, đây là lý do Hồ Hoàng Yến đã giúp anh Khoa để mang anh Lâm Nhật Tiến về cho quý vị ạ. Khoa cũng cảm ơn rất nhiều. Và em cũng muốn cảm ơn chị Quyên nhỏ đã giúp em các con từ Hoa Kỳ về đây. Quý vị biết không, một cái người nghệ sĩ mà từ xa về đây á, để quý vị nhìn thấy và thưởng thức trong 2 tiếng á, hoặc là hơn 2 tiếng á, thật ra là phải chuẩn bị rất là kỹ thưa quý vị. Và rất vui vì tất cả quý vị là những người đầu tiên để gặp gỡ Lâm Nhật Tiến và Hồ Hoàng Yến trên sân khấu tại Việt Nam ạ. Chúng tôi cũng xin dành một phút cho quảng cáo là nếu mà ai yêu mến cặp đôi này thì ngày 29 tới đây có thể gặp gỡ anh Lâm Nhật Tiến với một đêm nhạc riêng tại phòng trà Đồng Dao, và Hồ Hoàng Yến sẽ làm guest. Và đêm 31 Happy New Year thì Hồ Hoàng Yến sẽ biểu diễn với anh Đào Vĩnh Hưng ở tại phòng trà Không Tên. Còn ở Giáng sinh, nếu mà ai chưa có một plan gì thì lên Đà Lạt để xem hai người này hát với nhau. Và những lần tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật trong đầu năm mới đến với tất cả quý vị. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và tiết mục vừa rồi đã khép lại đêm nhạc. Merry Christmas and Happy New Year! Yeah, Merry Christmas! Thank you, Roland! Thank you, Roland! Yeah. Một bài hát khác. Xin mời quý vị tiếp bài hát với điệu rumba. Ước gì mà Tiến thấy mọi người được nhảy ở đây, có sàn khấu cũng nhảy ở đây, mà không có sàn nhảy thôi, được mình nhảy luôn cho quý vị coi. Bài hát được mang tên là Tuyết Rơi. Tôi là Nam, xin mời Tiến. Ngọc Vũ nhiều. Bây giờ hát cho quý vị nghe bài này tưng tưng xíu nha. Và điệu van xíu ha, thay đổi vào không khí chút xíu. Anh chị Hương, bài hát được mang tên là, bài hát này của nhạc sĩ Tom Jones được mang tên là Delilah. Mời chương trình đây. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.